Đến Tây Nguyên vào một ngày đầy nắng gió và không khí se lạnh, chúng tôi đã ghé thăm huyện Lắk thuộc tỉnh Đắk Lắk, một trong những địa bàn có đông đúc người Mân Âu sinh sống. Trong các dân tộc ở Tây Nguyên, người Mân Âu nổi tiếng có nghề săn bắt, thuần dưỡng voi rừng. Vậy nên chúng tôi đã có cuộc gặp gỡ thú vị với anh Đàng Năng Long, một trong những người nhiều voi nhất Việt Nam. Ở Tây Nguyên, voi là hiện thân của sức mạnh, sự giàu có của gia đình, buôn làng. Voi cùng bà con đi nương giấy, voi chở lúa gạo, kéo gỗ. Đặc biệt, đối với khách du lịch thì không gì thú vị hơn là được cưỡi voi đi thăm buôn làng, ngắm cảnh núi non hùng vĩ. Ngoài hình ảnh những đàn voi dũng mãnh thì kiến trúc nhà dài cũng là nét văn hóa đặc trưng của người Mân Âu. Đó là công trình sáng tạo văn hóa vật chất ấn tượng nhất của tộc người này. Bởi trong xã hội Mân Âu cổ truyền, nhà dài là nơi cư trú của đại gia đình mẫu hệ. Ngay từ những nét hoa văn chạm khắc ở bậc cầu thang đã cho thấy điều này. Người Mân Âu thì theo mẫu hệ, cho nên là mặt trăng là cái vị tinh tú mà lớn nhất trong vũ trụ. Và đằng sau cái lớn của cái mẹ thiên nhiên đấy, bầu trời đấy thì là người mẹ sinh ra mình. Đấy thì là em nhìn thấy đấy, ở trên là mặt trăng và ở dưới là cái ngực của phụ nữ. Còn những cái hình ảnh này là biểu tượng cho cái cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của người Mân Âu ạ? Cái phù điêu này nó nói lên là cái hình ảnh của người mẹ tạo tần. Lúc công nghiệp chưa phát triển thì phải giã gạo nè, đúng không? Làm lúa, phải mang gùi để làm ra cái lương thực để nuôi lớn bầy con, thì mình mới hiểu được là cái vất vả của người mẹ. Để đấy nó làm cho con người người ta cảm nhận hơn cái tình yêu đối với người mẹ của mình. Hiện nay, với cuộc sống hiện đại, kiến trúc là một trong những yếu tố có sự thay đổi rõ rệt nhất. Bởi để tìm được những ngôi nhà còn giữ nguyên kết cấu, bài trí theo cách truyền thống như thế này là rất ít. Tuy nhiên, một trong những điều đặc biệt mà không có sự xâm lấn văn hóa nào làm thay đổi được, đó là bếp lửa, vật linh thiêng, trái tim của ngôi nhà. Hàng đêm, bên bếp lửa bập bùng, các thế hệ người Mân Âu lại chìm vào những câu chuyện sử thi. Họ kể, họ nói với nhau về truyền thống, về dân tộc mình. Vừa là chú Y Phương, họ ôn là có kể về cái sự tích Hồ Lắk. Sau những cái ngày lao động thì người đồng bào Tây Nguyên có ngồi quanh một cái bếp lửa uống rượu cần, rồi trong cái việc ngoài cái việc kể chuyện đấy thì người ta nói đến những cái nề nếp và những cái hình thành phát triển, giống như qua cái câu chuyện đấy thì nó vừa là giáo dục các con và lớp trẻ sau thì hàng đêm nghe câu chuyện đấy lại về kể lại cho những cái lớp kế cận nữa, thì nó cứ nối vào nhau để bảo tồn một cái văn hóa truyền khẩu của người Tây Nguyên. Câu chuyện nó có thể nó dài lên, có khi cả hàng đêm một câu chuyện đấy. Bên bếp lửa, những câu chuyện như sợi dây kết nối những con người lại gần nhau hơn. Với những nét văn hóa độc đáo như vậy, Tây Nguyên luôn là mảnh đất đầy kỳ bí và hấp dẫn mà trong mỗi chúng ta, ai cũng nên một lần ghé thăm.